Quý vị thân mến, mùa hè đến, nước dừa là thức uống có nguồn gốc tự nhiên, rất được mọi người ưa chuộng. Bởi vì nước dừa thì có tính mát, chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, nếu lạm dụng hoặc là dùng sai cách thì lại có thể gây hại cho sức khỏe, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Và sau đây là 4 thời điểm tuyệt đối chúng ta không được uống nước dừa. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Sai lầm cực nguy hiểm khi uống nước dừa tại 4 thời điểm sau. Thứ nhất, uống nước dừa vào buổi tối. Buổi tối là thời điểm cơ thể bạn cần được thư giãn nghỉ ngơi sau một ngày hoạt động mệt mỏi. Bạn không nên uống nước dừa vào ban đêm, nhất là đối với các bệnh nhân suy nhược, huyết áp thấp, bởi dễ khiến cơ thể bị lạnh, đặc biệt là uống chung với nước đá. Ba yếu tố âm cộng lại, gồm nước dừa, nước đá, ban đêm, khiến bạn dễ bị bệnh. Đặc biệt, người tập võ hay đá bóng không dùng nước dừa trước khi thi đấu vì làm cho gân cơ giã rời, không thể chạy nhanh và có sức bền được. Do vậy, bạn nên uống nước dừa vào buổi sáng hoặc buổi trưa để phát huy tác dụng, vì buổi sáng và buổi trưa thuộc dương. Thứ hai, uống nước dừa sau khi đi nắng. Theo kinh nghiệm dân gian, nước dừa không phải loại nước có thể dùng để uống khi đi nắng về vì dễ gây trúng gió. Các triệu chứng thường gặp trong trường hợp này là ớn lạnh, đầy bụng, hầm hấp sốt, thậm chí là sốt cao. Đặc biệt nếu vừa thi đấu thể thao hoặc làm những công việc nặng nhọc, mất sức, không nên vội vã uống nước dừa vì sẽ làm cho chân tay buồn rũ, giảm sức dẻo dai và phản xạ nhanh nhẹn của bạn. Nếu có dùng, cần phải uống từ từ, từng chút một. Thứ ba, trẻ dưới 6 tháng tuổi. Mặc dù nước dừa có nhiều công dụng tốt cho em bé, tuy nhiên, do hệ tiêu hóa của bé còn non nớt, nên trẻ trên 6 tháng tuổi mới được uống nước dừa. Bắt đầu từ số lượng nhỏ, do đó tăng lên dần. Tuyệt đối không cho bé uống quá nhiều và quá nhanh. Trẻ dễ bị đầy hơi khó tiêu và không tốt cho hệ tiêu hóa của bé. Thứ tư, phụ nữ mới mang thai. Thông thường, phụ nữ mang bầu thích uống nước dừa để con trắng trẻo. Nhưng thực tế, nước dừa chứa nhiều chất béo nên khó tiêu hóa, sẽ làm trầm trọng thêm các triệu chứng ốm nghén của phụ nữ có thai 3 tháng đầu. Và thêm vào đó, nước dừa, nhất là dừa xiêm thuộc âm, tức là có tính giải nhiệt, làm mát, làm mềm yếu gân cơ, hạ huyết áp. Vì vậy, nó không tốt cho mẹ bầu những tháng đầu, có thể gây sảy thai nữa. Tuy nhiên, sau 3 tháng đầu, bà bầu có thể thoải mái uống nước dừa, và loại nước này còn được coi là đồ uống rất bổ dưỡng. Một lưu ý nhỏ đó là chị em chỉ nên uống một quả mỗi ngày và không nên uống vào buổi tối. Ngoài ra, những người có tiền sử về các bệnh suy nhược, huyết áp thấp, người hay lạnh, người bị bệnh trĩ, cảm lạnh, thấp khớp, không nên uống nước dừa và các sản phẩm từ dừa vì có thể gặp những tai hại khôn cùng.